Trường hợp nào chúng ta được phép kê khai lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp mẫu số 04 trên TND-NDN? Các bạn sẽ căn cứ tại khoản 5 điều 3 thông tư số 78/2014, thông tư của Bộ Tài chính quy định phương pháp tính thuế đối với những đơn vị sự nghiệp tổ chức khác không phải là doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam. Như vậy, thường thì chúng ta sẽ thấy có các cái đơn vị lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp mẫu 04 trên TND-NDN như là các trung tâm đào tạo hoặc là trường trung cấp nghề. Những cái trường và trung tâm như vậy thì phát sinh chủ yếu là doanh thu, là có ít chi phí hoặc là không xác định được nhiều chi phí, nên là sẽ làm một công văn gửi đến cơ quan thuế về việc kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp tỷ lệ trên doanh thu. Còn cách kê khai như thế nào? Chúng ta sẽ phải kê khai trên phần mềm HTKK. Kế toán Việt Hưng sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp mẫu số 04 trên TND-DN ban hành kèm theo thông tư số 80/2021 thông tư của Bộ Tài chính. Trường hợp nào chúng ta được phép kê khai lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp mẫu số 04 trên TND-DN? Các bạn sẽ căn cứ tại khoản 5 điều 3 thông tư số 78/2014 thông tư của Bộ Tài chính quy định phương pháp tính thuế đối với những đơn vị sự nghiệp tổ chức khác không phải là doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam. Doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp, có hoạt động kinh doanh hàng hóa dịch vụ, có thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp mà các đơn vị này xác định được doanh thu nhưng không xác định được chi phí. Thu nhập của hoạt động kinh doanh thì sẽ kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu bán hàng, dịch vụ cụ thể như sau. Đối với dịch vụ bao gồm cả lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay thì sẽ chịu thuế thu nhập doanh nghiệp 5%, riêng hoạt động giáo dục y tế, biểu diễn nghệ thuật chịu thuế thu nhập doanh nghiệp 2% nhân với doanh thu. Đối với kinh doanh hàng hóa là 1%, đối với hoạt động khác là 2%. Như vậy, thường thì chúng ta sẽ thấy có các cái đơn vị lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp mẫu 04 trên TND-DN như là các trung tâm đào tạo hoặc là trường trung cấp nghề. Những cái trường và trung tâm như vậy thì phát sinh chủ yếu là doanh thu, là có ít chi phí hoặc là không xác định được nhiều chi phí, nên là sẽ làm một công văn gửi đến cơ quan thuế về việc kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp tỷ lệ trên doanh thu. Còn cách kê khai như thế nào? Chúng ta sẽ phải kê khai trên phần mềm HTKK. Các bạn sang phần mềm HTKK chọn mục thuế thu nhập doanh nghiệp, chọn mẫu 04 TND-DN thông tư 80. Tại mẫu này, các bạn có thể kê khai theo năm hoặc theo lần phát sinh. Ở đây thì tôi sẽ thao tác thực hiện kê khai theo năm. Chọn tờ khai lần đầu nếu như đây là lần đầu tiên các bạn lập tờ khai. Còn lập xong mà các bạn nộp tờ khai rồi nhưng phát hiện ra sai sót thì lúc đó các bạn phải chọn lập tờ khai bổ sung và chọn theo từng lần phát sinh bổ sung đó. Ở đây tôi làm lần đầu nên tôi chọn là tờ khai lần đầu và nhấn đồng ý. Tôi giả sử như một trung tâm đào tạo trung cấp nghề có doanh thu từ học phí và doanh thu từ lãi tiền gửi ngân hàng. Khi mà chúng ta hạch toán sao kê ngân hàng có phát sinh lãi tiền gửi ghi nhận vào năm 1 năm thì lúc đó chúng ta sẽ điền số liệu doanh thu vào đây. Đối với doanh thu từ lãi tiền gửi tiền cho vay thì sẽ chịu 5% thuế thu nhập doanh nghiệp nhân với doanh thu thì lúc đó các bạn sẽ điền vào chỉ tiêu số 12 này số tiền lãi tiền cho vay hoặc là lãi tiền gửi. Ở đây tôi giả sử tài khoản 5/1/5 phát sinh ở trong năm 23 là 520.000. Tôi sẽ điền vào chỉ tiêu số 12 và chịu thuế 5%, do đó tôi sẽ chọn 5%. Tại sao tôi lại điền ở doanh thu hoạt động dịch vụ là số tiền của lãi tiền cho vay tiền gửi? Bởi vì công ty có hai doanh thu khác nhau, một doanh thu chịu thuế 5%, một doanh thu chịu thuế 2%. Trong khi đó, tại chỉ tiêu 18 các bạn thấy được phần mềm mặc định phần trăm cho hoạt động khác là 2%. Do đó khi mà chúng ta điền doanh thu từ học phí tài khoản 511 và điền vào chỉ tiêu 14 thì phần mềm sẽ tính ra cho các bạn 2% của doanh thu điền vào chỉ tiêu 14 luôn. Còn nếu như mà chúng ta điền doanh thu từ dịch vụ mà chúng ta điền lên trên chỉ tiêu 12, sau đó doanh thu hoạt động tài chính hoặc là hoạt động lãi tiền cho vay thì chúng ta không biết điền vào đâu được. Nên là tại chỉ tiêu 12 các bạn sẽ điền doanh thu từ hoạt động tài chính lãi tiền cho vay và chọn 5% ở chỉ tiêu 16. Còn doanh thu từ học phí, tôi ví dụ là 10 tỷ, tôi sẽ điền vào chỉ tiêu 14 sẽ tương ứng với lại 2% ở chỉ tiêu 18. Như vậy, các bạn sẽ tính ra được 520.000 mà nhân với 5% bằng 26.000 và 10 tỷ nhân với 2% bằng 200 triệu. Như vậy, cộng hai khoản này lại sẽ bằng 200 triệu 026.000 bằng đúng với lại phần mềm tính ra cho các bạn.
Nếu như mà chúng ta tính nhầm ở ngoài Excel ra một số mà trên HTKK các bạn tính ra một số, thì các bạn phải đi xem lại cái cách điền các chỉ tiêu và phần trăm thuế thu nhập doanh nghiệp sao cho chính xác. Và hàng quý hàng tháng thì chúng ta có thực hiện tính thuế thu nhập doanh nghiệp căn cứ vào tỷ lệ phần trăm này, các bạn cũng đã tính ra được luôn số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp tại cái thời điểm mà chúng ta ghi nhận doanh thu rồi. Nên tại chỉ tiêu số 23 chúng ta cũng tính ra được số tiền là 200.026.000. Hàng quý các bạn tính ra 4 quý cộng lại được số tiền đó, thì đến cuối kỳ chỉ tiêu 25 sẽ không còn số dư nữa, tức là chúng ta không còn phải đóng bởi vì chúng ta đã đóng đủ rồi. Nhưng trong trường hợp nếu như công ty nào mà chưa biết là doanh thu từ lãi tiền gửi, tiền cho vay của hàng quý là bao nhiêu bởi vì chúng ta chưa lấy sao kê về, thì chúng ta tạm tính của doanh thu từ dịch vụ đào tạo trước là 200 triệu trước. Thì sau khi mà chúng ta làm quyết toán, chúng ta thêm cái doanh thu từ hoạt động tài chính hoặc là từ lãi tiền gửi, tiền cho vay điền vào chỉ tiêu 12 ra 26.000, thì lúc đó chúng ta đang nộp thiếu 26.000. Thì sau khi quyết toán các bạn phải nộp nốt 26.000 vào kho bạc nhà nước. Còn nếu trong năm mà các bạn tính đủ rồi thì chúng ta điền vào chỉ tiêu 23 số tiền tính đủ thì sẽ không còn số tiền phải nộp vào chỉ tiêu 25 nữa. Và chúng ta điền người ký vào, sau đó ghi và kết xuất ra XML để nộp cho cơ quan thuế. Vì ở đây tôi kê khai theo năm nên tờ khai thuế thu nhập này nộp cùng bộ báo cáo tài chính. Như vậy là tôi vừa hướng dẫn cho các bạn về cách lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp mẫu số 04 trên TND-DN trên phần mềm HTKK. Trong quá trình các bạn học và làm việc có vấn đề gì thắc mắc cần giải đáp ngay, các bạn truy cập vào website kế toanviethung.com hoặc kế toanviethung.vn. Các bạn nhấp chuột vào biểu tượng Messenger này và đặt câu hỏi. Các giáo viên có kinh nghiệm bên Kế toán Việt Hưng sẽ giải đáp cho các bạn ngay lập tức. Chúc các bạn hoàn thiện kỳ báo cáo quyết toán sớm nhất.